Hello, welcome back to my channel, Stars Gregor. Các bạn của mình khám phá từ cái đầu tiên nhá. Let's go. Okay, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập thứ hai, Hall of Slenderia.
Lấy được một chiếc chìa khóa để xuống dưới tầng hầm của ngôi nhà này. Đây là một ngôi nhà ma ám khá nổi tiếng. Và trong ngôi nhà này thì các bạn phải cẩn thận. Ở đây thì có bà Granny và Serena, một con ma. Và dưới thứ tư. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ ba, Granny Chatterjee.
ICU. Okay.
Oh my gosh, Dido. Wow. Wow, oh my gosh. So okay, if I video to me situation something to do. So okay, va video thì mình sẽ sang thử game thứ năm, Roblox. Còn bao nhiêu thời gian nữa? Còn một phút nữa cơ. Rất lâu. Rồi, mình sẽ vào PK đi.
quên những món đồ kia đâu rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang được cái thứ sau. Okay, let's go.
Så var vi der, det med en sætjen, så det var. Let's go. Mình sẽ tắt cái quạt đây đi. Khi các bạn bật quạt thì tốc độ hào bình rất là nhanh. Và đây thì các bạn sẽ phải có những chiếc cam này, tránh những con gấu nó sẽ vào trong ngôi nhà các bạn. Thỉnh thoảng quay vào trong nhà xem có gì không. Ở đây đồng bào bây giờ khi có một con gấu nào vào để tránh những con gấu nó sẽ lao vào tấn công lại. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game cuối cùng, Granny Chapter 3. Thank you.
Okay, let's go. Ở đây thì mình sẽ thoát bằng con tàu. Let's go. Oh my gosh, cứ lên nhầm sang tầng 3.
Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.